ແລະສົກແກ່ຄືມີຣິທາທາພິບານຕະນີ thế cái đây trong hiện luôn này và chia bộ đoàn tầng góp hay đằng khi màu sọc máy cứ bật đại dịch tê mỏng bà cứ miên tầm một phòn ຕະຫຼອດຕະການສະມາຄົມຣັງທົ່ວກຳປູເຈຍໄວ້ລູກຕັ້ງນີ້ມາດອເປນີ້ບານສະຫນາຈະຍຸນນະການຫຼືກູກາອີ່ຕະການລັດຖະພິບານຫຼືກໍຕະນີກິຈິດຊິເຊມີຍັງມີຕະນີກິມເດຄືຕະນີກິ SME Bank SME Bank ក្លងមកយើងមានការជជែកគ្នារវាងគ្រឹះស្ថានជាសមាជិកគ្រឹះស្ថានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបាទបាទនៃវិស័យធនាគាររ៉ាញ់ធោគឺធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បីរកដំណោះស្រាយស្ដារក៏ដូចជួយវិស័យផ្សេងៗជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងអតិថិជនដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃចំណូលហើយផ្អែកតាមការជជែកគ្នាហ្នឹងគឺយើងមានយន្តការដែលយើងមានស្រាប់មកហើយក៏ប៉ុន្តែក៏ឡងមកយើងធ្វើអត់បានសកម្មទេដោយសារតែវាមាន ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានមួយចំនួននៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់យន្តការហ្នឹងប៉ុន្តែមានការសម្រេចចុងក្រោយគឺថាយើងនឹងប្រើប្រាស់យន្តការហ្នឹងដើម្បីជួយសម្រួលដល់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ទៅលើការប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹងអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុវាខុសពីអាជីវកម្មមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលឧទាហរណ៍ថាយើងលក់ជាផលិតផលទឹកសុទ្ធមកដបយើងឲ្យតែទឹកសុទ្ធតែអតិថិជនអតិថិជនប្រគល់លុយមកដាក់ក្បាលយ
song song từ lọc ở bên phải trăm hai tích hơi quạt chùm đánh tam dạ cả bạn này hay lối đã quạt áo dạ tới chân chơi nó cứ quạt ban mau bị cá bỏ mổ bị à tới chân mùi này chết đại chỉ chân cầm chia dương đó này nong cá vô từ áo chỉ chân là miền đồng loại cá nó quạt chơi và to chân đầm bấy áo dạ chỉ cầm đi vì đầm nà cá vì say nên răng móm cứ đặt hạt tới tại miền tùng nục chất vì xa thiên hạ chùm chúng ban cả lò máu được không vì sai từ này kia rồi thôi cứ dương nên bắt phải nhặt chán là cho là mấy từ này ban ha prat đại bịch bồ đoàn cho tập nhà từ này kia miền sơn bát tập tiếp hai từ này kia ai dọc prat từng ăn nước từ đó đó bồ đoàn đại miền tầm thời ca cầm chày nó ngoài chi vật cam đấy làm bây là xa ban nơi tầm nhọc chết từ này kia tay tay chập tục ở tại chôn khuôn ấy nó cứ chuyện đại cù và chi vật cam chúng chăm bách nha đại p đại đại cù khuôn ấy còn buông tay phải chôm phải nhả khang thần niệm kia mới gọi cho tới tai phi dương rồi tầm nó sai chui quạt đầm bay thần niệm ban ha nở pe đại chiều cam quạt và xa lắng hái quạt nâng bẩn to prapra sẽ và cam bỏ thần niệm kia rồi còn mới gọi cho nâng chăng nít chỉ snow này chiều cam nâng chăng đầm bay ra xa nơi snow chiều cam đi bán phe kia tiền song hàng tiền ở tại chôn có tổ chức tiền tuần tháng tới tai xã ca niệm miên phe smart trăng chủ mũi niệm từ bên từ máu hai nở pe đại miên bánh hà phải trơ ca chơi chơi kia vô bài nhà mà đặt được tốt đầm bay rock cùng ngọc sai cùng ngọc này bà luôn những chị tìm thấy carosi cứ tay tập để chôm trên đất là bài nhà rành thô còn tay cứ vẫn mất vẫn tăng chất ở bàn một cốt đã xa phía bắc một rùm tiếng trơ tập chơi game rồi đầm ngọc sai hay chỉ biết xây nước nơi để dựng miền bài nhà rành thô cả láng dựng cùng bỏ bằng chăn tre hàng cả tuổi thử có công rất cách đại dựng cua tay tờ rock đầm ngọc sai chủ mùi nước tham ban đại dựng cổng phong tại cổng chảy rất có ai từ ro cà bắc sa là một đại trầm tới cà bắc sa nó cổng ro cà bắc sa nó đại do lôi mui đại mui đại mui đôi bài khóm cứ ai chẳng miền ở phải nhà chạy chìm mình cản và bên đây lúc này cổng phong tại tu sơn là cầm thì đại bị talk đại thật là cà sai này sao qua miền đầm vẫn hơi dương bình to mà mát pi mát tiết cho mùa nắng nẹo nhà cuối mình lý đại dương trong ấy nẹo nhà phải vô tích thật tới ແລະអាយ៉ាពីទៅខ្ញុំធ្លាប់លើថាអ្នកអង្គញ៉ាធ្លាប់មានការរស់ស៊ីខាតបាត់ទ្វារនៅក្នុងផ្ទះសងំមានបញ្ហានេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមណាខ្ញុំចង់ដឹងថាអំឡុងពេលនោះរបៀបនៃការរសាអត់ធ្មត់ការស្វែងរកដំណោះស្រាយការរសាសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងការទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាជាក់ស្ដែងតើលោកញ៉ាមានវិធីរបៀបម៉េចដើម្បីចែកចាយតែកាន់អ្នកអស់ស៊ីផ្សេងៗទៀតបាទបាទប្រជ
đại chia pet smart chat màu vân vân khang cột mà sọc phía cột mà bà chăng trên biển tất nhóm chia kru sasracha thập ra bờ rồi nơi mà chia lại mùi bà chăng nhóm có bao giờ là tới vía tọt tọt thế chập ram pi pi mơn lui chọn đây bên đi bên đôi tay pi mơn là pi mơn là bà chăng năm nát lục pi con pram bà bà còn tại ca chung trên bị bong ôn mai ơi mất hẹ chìm sẽ bong ôn mai ơi nâng tầm đòn vì thơ dương mình cả làng chật chăng ca rô xí bên ai dương ta lỗ mùi mình ai tới tê dương thầu miên là cái mentor mà nơi đại dương tục chất bà đại chỉ tục chất từ lứa tầm nục tục chất bắt đầu khi cọ đại dương ca này nồm bà mentor từ nục tục chất đại dương ai bắt đầu bỏ va lùi cả bàn bà và nơi từ nục tục chất đại bắt đầu cà rô xí và bò dương đại tới cầm ao thẹn tự bà chân bay nâng sầm khánh nè bà chân nè rô xí cứ phơi cả đào ơi cứ tay tay miên kì hai nè bác sát bay cồng nâng ăn muối bay cồng muối cồng ngày hai tháng vẫn đó cầm lang chật chừng bà bây giờ chọn lại tật tí pí đó cái hai tháng bỏ vá mà đom chiếm nông ca tục chật dương khăng hay dương chạy lôi bà chạy lôi bà bỏ vá từ bên từ màu lươn hay sạch nhiệt dương ấy chẳng sạch nhiệt dương mặt phe dương bọc ôn dương bà đầu kì tục chật hai kì ao cầm chay á kìm trong vô vinh phong chuồng cả bà phe đời chuồng cả miên cả miên đài bà hay anh nó cứ tơ ca kẻ co sang kì chú mua bà chứ mà kẻ thà rô xí mà nói bà đây cái nòng đây bà anh vậy ai có đó cầm lê bắt bị sạc hôm nay thì vậy chẳng hai mũi tiết kì hai thanh nó bằng sát đấy đo dù bò rô xí tùm la phiếp mình chọn ban kim và bánh trên anh bị lời về hay tầm khăn á nà rô xí thà tầm miên chẳng chẳng chung buộc nhóm khi ông minh nạp bác xa bay bà phê nâng bà hay bê nà minh rướng dương đo xe ai còn tại nạp bác xa thông chân kế à nạp phía ba thông chân kế cứ tình hiệu kia dân này bà chẳng bà nơi sau kế kia mình sẽ đọc đô bì tình hiệu kia nếu tình hiệu kia nếu tình hiệu kia nó cũng thế dương việc bắt credit bắt kê chú mùa chẳng tình hiệu kia nạ kì chua dương dương xây kế minh lấy tha dương bóng kê mù lùa bà thông tố bê dương bóng mù lùa mình là dùng bóng cà phê chất ói và dùng refine nha nâng tới mùi tiết đôi dùng xây lôn thầm mấy mà đoàn tiết chừng bà chúng ta bà dùng kết bì phạm lô từ nơi kia bà dùng kết bì lôi perspective á mới bà khang lôi với nhá bà dùng khát hay dùng kết cái lầy à dùng xây kế đọc liền dùng song chất ói chập dùng refine nha dùng cà phê thông tí nhé chẳng tê tới từ nơi kia mùi tiết tại dân tế lúc xây đang bị đằng oai tại dân son cái son chết oai dân son tại tít túi đá bên tay tập về dân refinance mau từ nay kiếm xế mày anh em mày tại bây giờ kết ông pi hay là anh bị thua nay càng hoàn thua á cứ dân khạt hay dân kia hai ta khoảng ba mũi hột tàu mũi đứt cá phe cá dân khoảng cái ao lơ tầm rìa tới bạch tới cho tới lan cho lát mang tới thầm nằng tại bây giờ đâu nằng dân co sang kê chung búa co sang tu này tí co sang thạo với ca phẻ khái dù như co sang tu này tí trên đất nồm chẳng việc thất thê từng tu này tí từng phẻ khái từng kích từ vua cây chúa đã gây tộc chật rồi cho nên hai chúng buộc nhóm chưa chạy từ lời ca buôn rô xí on đã chết đại kê mình họ lâu chẳng tê và tại đời xa sau hôm nay những khoa thôn thêm mình nu hay thạo với ca vì mình thất thê ở miền đại tầm nia rồi sau kế kia miền rì thoa thạo với ba tầm nia HO tầm nia rồi thạo ba tầm nia tầm nia cũng có chân cái đạn xì bờ lơ này ai thưa khóc cứ kịp bắt đằng dướng nè ở bên là tình yêu tê chân thật cay khá lắm bảo vệ cay thật cay khá xì kênh vẫn thật cay khá lắm ở miền bằng tao thật cay khá lắm ở miền bằng bò so so ao ở miền sông chân thơ ao bị chia bò ra nè quật chủ rồi bò phanh nắng ấy bà tâm là lỡ dân chạm bằng miền chân chia chôn rốt rốt từ cái đây trong hiện luôn này chân vì thơ ao ấy cầm phun nắng vì cả lập cặp nga bục lực nắng vì tật lọp tật lên xin được sốc này ca nghiên là con phụ nữ đào từ một công việc thật thể chẳng ban rít rót tham ban là chọn bò sò so hay là xây sân xây rồi trai để ở nắng á hay là thay cao tha long thông pe và chăm seniority pe nưng chẳng từng on đi hơi vì thôi ao bị chia chôn chấp đam miên nưng thật thể chẳng chung buộc nhưng bị đám pe na dương rosi phật này bay nhà ha dương tờ rô nè cầm chạy dương nghe nạp phía ba dương thì tu tây ta cái đặt về dỗ dương nghe cho bà sân chơi mai ở dương amin lôi và dương amin lôi dương cầm tờ rô si bà miên là na kê rô si hay miên đã amin lôi đi anh nâng non tia ri nè từ đây chụp chạy miên
ບາແນ່ປົດປະກອດອັດມີນີ້ຈົ່ວບໍ່ແນ່ໂຕຕາຍກໍຮຽນໃຫ້ກໍຈ້ອງບາຊີວະກໍາໂຕຕາຍຫມົມຕາມນັ້ນກໍຍັງຄູຖືຈັ່ງໃດບຸນໂຣຊີທີ່ມີກະບຸນເກ 8 บ่จังเกโรซีตามจํานองจโนจิตจําแนดดังบัดภาษาจินเนียงบ้านเกโรซีอันนั้นโรซีมวยบ่าโรซีมวยติดเกหาทาโรซีติดตัวตามกันนาเกโรซีตามกรมครูสาเกการงานมาเอาเกโรซีเกยีภาษาโรซีบ่าจังเกควรนังกุยตังนึกกลายเกโรซีมาบ้านเด้บ่าปន្តែយើងអត់ទេយើងមិនដែរដឹងស្អីផងយើងទៅរៀនប៊ីសិនេសហើយមកដល់ដឹងលុយជោគជ័យទីទូយើងក្លាយរុស៊ីតំណែងតំណងក៏មានconnection ក៏មាន network ក៏មានពីអវក៏មានលុយក៏មានអត់ទាំងអស់អញ្ចឹងដូចយើងយកលុយអាយើងសំបានយកទៅដុតចោលអញ្ចឹងចាំមកខ្ញុំនិយាយថាកុំយកលុយទៅដុតចោលហើយកុំប្រមូលបងប្អូនមិត្តភក្តិនាំហីតម្លាញ់ដូចគេអាហ្នឹងហើយគេហៅថារុស៊ីដល់អត់មានការពិចារណាហើយសុខស្មៃយើងមួយមួយបងប្អូនច្រើនក៏ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងរុស៊ីទីមួយរុស៊ីតាមចំណងចំណុចនេះដឹងអមួយទៀតរុស៊ីតាមចំណេះដឹងជំនាញបទពិសោធន៍ អញ្ចឹងគេថាមិញរុស្ស៊ីតាមចូលសកលវិទ្យាល័យបញ្ជាចុះបងខ្ញុំមកចូលសកលវិទ្យាល័យបងអញ្ចឹងបាននៅលើលោកគេមានពីតំបន់អាមួយសកលអាមួយចំណេះអធីវេតអឺចំណាញបច្ចេកវិទ្យាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់រៀនតទៅពេលដើរលេងទៅចុងក្រោយដល់ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើមិនសិនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំទៅរៀនជំនាញមិនសិនជាមួយឆ្នាំបាទចេញវិញធ្វើការគេបដើររៀនបដើរចេញមួយបើកបានបាទ បាទអរគុណច្រើនអ្នកញ្ញាដែលបានលើកហេតុផលនឹងពន្យល់នៅចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនជារួមគ្នាវិញដើម្បីបិទប្រធានបទនិយាយអំពីការដោះស្រាយបំណុលជាមួយធនាគារហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រជុំមុខការរំដោះស្រាយសំខាន់ៗផ្សេងៗលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តមានអីថែមចុងក្រោយទីបាទសូមជម្រាបបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដំណោះស្រាយនៃវិបត្តិសងធនាគារនេះអឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមគឺ រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរៀបយន្តការជួយឲ្យផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកកើតមានឡើងវិញហើយជាពិសេសគេហៅថាការលើកកម្ពស់ឲ្យមាននៅទេសចរក្នុងស្រុកបាទការណាទេសចរក្នុងស្រុកមានដំណើរការនោះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានដំណើរការហើយអញ្ចឹងបញ្ហាដោះបន្ទាន់គឺធ្វើឲ្យគេហៅថា consumption based economy គេហៅសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកទៅលើការចំណាយអញ្ចឹងការណាប្រជាពលរដ្ឋ បច្ចុប្បន្នគឺគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពព្រួយបារម្ភហើយការព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យគាត់បង្កើនប្រាក់សន្សំដើម្បីទុកបង្ការហានិភ័យបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការធ្វើយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចំណាយការធានាភាពភាសានេះគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដើរមកវិញតែទីមួយគឺទេសចរក្នុងស្រុកកត្តាទី2រដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាទៅលើការបន្ធូរបន្ថយពន្ធណាមួយ ឬក៏លើកទឹកចិត្តណាមួយបាទសម្រាប់ឲ្យ ในการจ้องบัญชีเด้บ่าอัญจังเอ่อเพิ่นถือឲ្យដើរផ្ទុយជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទបាទដល់រដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យចូលមកដើម្បីរាប់ចំនួន
về nút cua quất bên chậm nấu cua hay về để chậm nấu quất làm một cua cứ chậm nấu bốn cái thời ta cho ô tô một tay ta lập từ bên này và chớ người cả lại nick miền đà nam mình ai ở bằng quân ba này của quân cứ chia cả tập một cách hay chia ca tru trung để chụp bắp nâng cả đằng non một tay và có phần tái ca lực lấy năng lực thực chất này không làm lại ca lục bá cứ chia phép sầm khăn hay vừa toa má nơi về để cầm ná hơn việc ca một mình cứ quạt đằng ai chờ bằng phun màu bên tam chụp bắp thọm nào bên bàn chớ người cả lại nick cứ chỉ trong cái đó trong miền chụp lại phần năng cứ ca lực thực chất hay năng ca bao ở miền ការចាយវាយនិងចរន្តទេសចរនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានច្បាស់បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តគឺជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចដែលបានបញ្ចប់មកពីប្រទេសកូរ៉េហើយបច្ចុប្បន្នគឺលោកបំរើការងារនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាចិននិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្ពុជាលោកនៅនាងជាទីមេត្រីការសម្រេចចិត្តថតជាបទសម្ភាសន៍នៅលើទូកនេះហើយនៅលើទន្លេបួនមុខនៃ មុខប្រះបរមរាជវាំងយ៉ាងនេះគឺសម្ដៅទៅដល់អតសញ្ញាណ4គឺសសសំសេដ្ឋកិច្ចទី1គឺវិស័យសំណង់ទី2វិស័យវិជ្ជាណភ័ណ្ឌទី3វិស័យកសិកម្មទី4វិស័យទេសចរហើយទន្លេចតុមុខនេះក៏ជាប្រភពនៃការកកកើតនៃរាជធានីភ្នំពេញផងដែរហើយយើងក៏មានការចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសចំនួន3នាក់ហើយរួមជាមួយខ្ញុំគឺ4នាក់គ្រប់ហ្មងអញ្ចឹងគ្រប់មុំ4គឺឡើងប្រាំបីបូកមកទៀតគឺមកក្រុម4ក្រុមមក បងប្អូនបងប្អូនកម្មរាទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណមែនតើលោកតាំងងីដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនិងសូមអរគុណមែនតើអ្នកកញ្ញាគួចមីងលីដែលបានចំណាយពេលបាយញើសផងជាច្រើនបាយញើសបាទលោកនេះក៏បាយញើសបាទនឹងសូមអរគុណមែនតើលោកបណ្ឌិតទីសេរីវត្តដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Debit Talk នៃសារព័ត៌មានដើមអំពិលយើងនឹងបន្តទៅជ័យគ្នានៅកម្មវិធីមួយប្រធានបទទៀតនិយាយអំពីកន្លឹះដោះស្រាយបំណុលក្រៅប្រព័ន្ធបាទសូមអរគុណ